Cám Chuyên Nước Việt xin chào tất cả các bác. Và hôm nay thì lại có nậm sừng và móc đồng ti inox cực kỳ chắc chắn và bề đẹp mà các bạn đang thấy ở trong cái video này. Đầu tiên là xin chia sẻ với các bạn đó là móc đồng. Đây là cái mẫu móc đồng ba cạnh đấy, truyền thống từ xưa đến nay. Mẫu móc này lắp được hầu hết tất cả các loại lồng, đặc biệt lồng mi, lồng khứu, chào mào, chích chòe lắp đều rất là hợp. Và đặc biệt là mình có sử dụng cái ti inox bền cực kỳ bền chắc luôn, không lo có gãy ti hay là vặn, thoải mái luôn, tất cả các loại lồng mi nặng đấy. Đấy. Và cái loại móc này lắp nó nhìn rất là đơn giản và rất là đẹp. Thì giá một chiếc móc đồng ti inox như thế này là 95.000 một chiếc. 95.000 một chiếc bao gồm móc này. Đấy, bao gồm móc như thế này nhá. Đấy. Ốc rất là đẹp và kèm theo là ba cái nẹp, các bạn đang nhìn thấy ở đây, ba cái nẹp rất là đẹp, đây, các bạn nhìn thấy đây. Đây. Mình nhắc lại nhé, 95.000 một cái, đây. Móc đồng ba cạnh, đây. Thì nó cực kỳ bền chắc, các bạn cứ yên tâm lắp tất cả các loại lồng luôn, họa mi, chích chòe, chào màu vân vân, lồng vuông, lồng tròn đều ok cả. Đấy. Ốc làm rất là tỉ mỉ và chắc chắn, 95.000. Còn tiếp theo thì các bạn đang thấy mình lắp ở đây đó là những bộ nậm sừng. Đấy, nậm sừng thật các bạn nhé. Đấy. À, nậm này chúng ta sử dụng cho những chiếc lồng tròn, ví dụ như lồng họa mi, lồng chích chòe đều ok. Đây. Nó có những cái vân rất là thật, như vân trắng nhiều này, rồi vân đen nhiều này. Đấy. Đây, mình đang lắp mẫu ở đây, các bạn đang nhìn thấy ở đây. Tùy cái sở thích của các bạn thôi. Thì một cái bộ nậm sừng như thế này đây, mình quay riêng cái bộ nậm của nó một mấy chi tiết này. Có 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 5 chi tiết. Bạn nào lấy thêm cái bát dầu thì lấy thêm. Đấy. Giá riêng bộ nậm này nhá là 165.000 một bộ. Đấy. 165.000 một bộ như thế này. Đấy, rất là đẹp. 165.000 một bộ. Và cái bộ nậm này này là lắp vừa tất cả các loại lồng nhá. Đấy, tương đối vừa các loại lồng mi, lồng của Vác hay lồng của Lạng Sơn thì đều lắp qua thực tế là thấy nó rất là vừa. Đấy, rất là vừa, đã cân chỉnh rất là hợp lý rồi. À, mình xin nhắc lại nhé. Đây, móc đồng này thì 95.000 một cái. Đấy. Rất là đẹp. Thứ hai là nậm. Nậm này thì là 165.000 một bộ. Thì có cả cái bát dầu bằng đồng. Đấy. Đấy. Cái bát dầu đồng, riêng cái bát dầu đồng này nào mình có thì mình tặng thêm cho các bạn thôi. Nếu mà không có thì mình cũng không tặng cho các bạn đâu. Đấy. Thì các bạn có nhu cầu cứ liên hệ với Cám Chim Đất Việt nhé. Theo cái số điện thoại 0908070555 hoặc là 0944114410 đấy. Thì các bạn theo dõi ở trên cái Facebook Cám Chim Đất Việt và kênh YouTube Cám Chim Đất Việt, và Zalo của mình cũng có luôn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và cảm ơn mọi cả nhà đã bớt chút thời gian theo dõi và ủng hộ kênh Cám Chim Đất Việt.